từ đất thân, từ giây cả một đời bừng lên. Bao đau thương miền Nam trong con tim Việt Nam đang dâng lên làn sóng đau đớn và niềm tin thành công. Người trong một người tên quê hương hồn đất nước mang nam của Hồ Chí Minh để cuộc tàn thành hết chứng sức dân chào quân vinh quang nhân dân Việt Nam. Hồ Chí Minh ý muốn người trong một người tên toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thế hệ trẻ cả nước đã xung phong lên đường ra mặt trận đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong không khí sôi sục đó, hàng nghìn hàng vạn thanh niên Cao Bằng đã lên đường nhập ngũ, đóng góp những chiến công vẻ vang vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Anh ơi,
giời, mưa lúc này mới đau. Nghe xem hay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã chiến đấu và chiến thắng, đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, mang quốc ca khải hoàn, đất nước trọn niềm vui. Một lòng phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, quyết
quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, xây dựng Cao Bằng tăng tốc bứt phá, trở thành tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Như trước đây, Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn khi trở lại tháp Cao Bằng năm 1961. Thế hệ trẻ hôm nay nguyện phát huy sức trẻ, cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững và vươn xa của tỉnh Cao Bằng. Tiếp nối chương trình, xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả cùng đến với chương 2 với chủ đề Tuổi trẻ Cao Bằng sắt son niềm tin với Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành máu thịt trường tồn trong lòng nhân dân dân tộc Việt Nam. Đảng từ nhân dân mà ra, Đảng là linh hồn của Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mắt những người con dân tộc Cao Bằng, Đảng thật gần, hiện thân trong cuộc sống thường nhật như những người bạn, người đồng hành để cùng nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đảng của tôi như cùng ai trên trên rừng như hoa chạm dưới mưa, đảng của tôi như người mẹ trên núi cao, lo người con khôn lớn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
truyền thống đậm đà, những cảnh đẹp thiên nhiên hòa quyện với con người để đưa du khách trở về với biển cổ tích huyền ảo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống quê hương và sự nỗ lực của nhân dân, trong thời gian tới, Cao Bằng đã đang và sẽ quyết tâm xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đưa du lịch trở thành một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh. Cư hết rồi, đang khu tái định cư chưa hết.